Tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, tồn tại những tháp trống và tháp chuông có niên đại hàng trăm năm, được xây dựng từ thời xưa để báo hiệu thời gian và điều hành cuộc sống hàng ngày. Đây là một phần quan trọng của di sản văn hóa Trung Quốc và ký ức lịch sử quý báu của dân tộc. Tuy nhiên, tháp trống và tháp chuông lớn nhất và nguyên vẹn nhất nằm ở Tây An. Cả hai công trình này được xây dựng vào thời Hoàng đế Chu Nguyên Chương, năm 1328 đến năm 1398, người sáng lập triều đại nhà Minh và cai trị Trung Quốc từ năm 1368 đến 1644. Tháp trống cao 34m, tính cả đế là 36m, được xây dựng trên mảnh đất rộng gần 1.400m². Tháp có 2 tầng và trước đây chứa một cái trống khổng lồ, tượng trưng cho quản lý thời gian và cuộc sống hàng ngày. Tháp chuông, cách tháp trống khoảng 200m về phía Tây, xây năm 1384, nằm giữa một ngã tư quan trọng. Cả hai công trình này đánh dấu những cột mốc quan trọng trong lịch sử và văn hóa của Trung Quốc, thể hiện sự phồn thịnh và những ước mơ của một triều đại đầy tham vọng.